xin chào các bạn hiện tại khi mà chúng ta đi mua một cái món hàng công nghệ về để sử dụng thì mình thấy rằng là nó vô cùng là dễ dàng, dễ dàng hơn rất nhiều so với là chục năm về trước. Bởi vì chúng ta có rất là nhiều những cái mức giá này và bên cạnh đó thì cũng có cực kỳ nhiều thương hiệu và họ tạo ra những cái cuộc cạnh tranh và tất nhiên có cạnh tranh thì người dùng sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất. À, tuy nhiên mình thấy rằng là hiện tại cũng như là trong tương lai á thì cái việc mà sử dụng những cái món hàng công nghệ đơn lẻ nó sẽ không còn phù hợp nữa mà lúc này người dùng sẽ yêu thích trải nghiệm một cái hệ sinh thái hơn. Lý do tại sao là bởi vì khi mà trải nghiệm cùng một hệ sinh thái á, chắc chắn chúng ta sẽ có được rất nhiều những cái tiện ích từ cái chương trình khuyến mãi, bảo trì bảo dưỡng cho tới rằng là chúng ta sử dụng đồng bộ hóa dữ liệu với nhau. Và mình là một người cực kỳ nghiện cái việc mà trải nghiệm một hệ sinh thái. Hiện tại thì mình mua nhà, mua xe hay là thanh toán á thì mình đều sử dụng chung một hệ sinh thái này. Và đồ điện tử hiện tại mình cũng sử dụng chung một hệ sinh thái đó chính là Samsung. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ muốn chia sẻ với các bạn về hệ sinh thái của Samsung Liệu thì sau một thời gian rất dài mình sử dụng hệ sinh thái này Nó sẽ mang đến cho mình được những cái trải nghiệm như thế nào và những cái bất tiện gì Video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn Let's go! về những cái món đồ điện gia dụng của Samsung mà mình đang sử dụng trong gia đình nhá thì có lẽ mình sẽ hẹn các bạn ở trong một cái video khác và video này thì mình sẽ muốn chia sẻ trước về hệ sinh thái di động mà Samsung đang gây dựng trong cái thời gian vừa qua bao gồm là gì đồng hồ thông minh này tai nghe cho wireless này một chiếc điện thoại cao cấp này và một chiếc máy tính bảng để làm việc thì trong thời gian vừa qua mình khá là may mắn khi mà sử dụng gần như là tất cả những cái món đồ di động mà Samsung đang bán tại thị trường Việt Nam chỉ có duy nhất một thứ là không được bán chính hãng thì mình chưa được sử dụng đó chính là laptop của Samsung mà thôi ước gì Samsung mang laptop về bán ở Việt Nam nữa thì ối rồi rồi luôn xài chung một hệ sinh thái nó sẽ vô cùng là tuyệt vời đúng không các bạn và cái tiện ích đầu tiên các bạn sẽ nhận được khi sử dụng chung một hệ sinh thái đó chính là gì đó là việc kết nối đồng bộ thì nó sẽ trở nên nhanh gọn và tiện lợi hơn rất là nhiều khi mà các bạn sử dụng ví dụ như là các bạn mua đồng hồ của hãng B kết nối với hãng C rồi là mua một chiếc tai nghe của hãng E và kết nối với một chiếc điện thoại của hãng C đi chăng nữa thì có một điểm mà các bạn sẽ phải nhận ra ở đây đó là gì? Các bạn sẽ phải sử dụng rất nhiều những cái app khác nhau và nó sẽ làm cho chiếc điện thoại của chúng ta quá nhiều app. Và quá nhiều app thì như thế nào? Rất bất tiện các bạn ạ. Mình đã sử dụng rất là nhiều rồi bởi vì sao? Bởi vì mình là reviewer mà. Cho nên là mình thường review rất là nhiều những cái món đồ đơn lẻ và mỗi lần như vậy thì mình lại phải cài thêm app và nếu mà mỗi lần mà review xong á mà quên xóa là tự nhiên là cái điện thoại của mình nó quá trời áp luôn nhìn vào nó rất là ghê và cảm thấy là chiếc điện thoại mình nó giống như kiểu là rác ấy à, ứng dụng nó giống như kiểu là rác vậy luôn còn khi mà các bạn sử dụng chung một hệ sinh thái ví dụ như là hiện tại mình đang sử dụng cái chiếc tai nghe Galaxy Buds 2 và cái chiếc đồng hồ Samsung Galaxy Watch 4 Classic thì nó chỉ cần duy nhất một app thôi và tất cả mọi thứ thì đều được kết nối vô cùng nhanh và tiện lợi các bạn nó rất ít độ trễ còn nếu các bạn sử dụng kiểu như là đơn lẻ từng sản phẩm á thì chắc chắn cái việc mà có độ trễ hoặc là thường xuyên mất kết nối là chuyện đương nhiên mình đã từng gặp luôn rồi đó cho nên là đó là cái lợi ích đầu tiên khi các bạn sử dụng chung một hệ sinh thái nha và bên cạnh đó khi mà các bạn sử dụng chung một hệ sinh thái á thì cái việc mà các bạn chuyển dữ liệu hoặc là sao chép dữ liệu á thì nó cũng tiện hơn đó, ví dụ như là mình chuyển dữ liệu từ uh, trên điện thoại này qua cái chiếc máy tính bảng của mình là Galaxy Tab S7 FE thì nó vô cùng là tiện vào nó cái tốc độ của nó rất là nhanh. Mặc dù là cùng một cái tính năng là chia sẻ nhanh đó của Google ấy, nhưng mà khi mà các bạn chia sẻ trong cùng một hệ sinh thái tức là cùng một thương hiệu á thì chắc chắn nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với cái việc là các bạn chuyển qua một cái sản phẩm khác và cho nên là các bạn sẽ cần phải lưu ý nha cái việc mà chúng ta uh, hạn chế được cái vấn đề độ trễ này chúng ta hạn chế được cái việc mà cài nhiều app này thì cái tốc độ chuyển dữ liệu của những cái sản phẩm trong cùng một thương hiệu cùng một hệ sinh thái thì nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều và một trong những cái sản phẩm mình sử dụng rất là nhiều trong thời gian vừa qua và gần như nó đang chiếm khá là nhiều thời gian của mình Đó chính là chiếc Samsung Galaxy Tab S7 FE Tại sao mình lại sử dụng nhiều nó đến như vậy? Là bởi vì trong thời gian vừa qua người em của mình nhé thì không có laptop để học Mình mới mua thêm cho nó gần đây thôi Nhưng mà trước đó thì nó không có laptop để viết code này nọ ABC á Thì đâm ra là mình đưa cái chiếc máy tính của mình cho em mình học online thì lúc này mình mới nhớ tới chiếc Galaxy Tab S7 FE bởi vì sao? Bởi vì nó có Samsung Dex. Mình biết rằng rất nhiều bạn đang có một cái suy nghĩ rằng là ổi ôi tại sao lại mua Galaxy Tab S7 FE? Bởi vì cấu hình của nó không cao nhưng không các bạn ạ. Các bạn cần hiểu này này, mỗi người sẽ có những cái nhu cầu khác nhau và các bạn có thể thấy rằng là máy tính bảng ví dụ như là mua ở dưới 5 triệu á, thì chúng ta thường mua về cho con em xem giải trí hoặc là ông bà chúng ta xem giải trí đúng không? Phần khúc trả tầm trung các bạn có thể là mua những chiếc máy tính bảng có cấu hình mạnh, hiệu suất chơi game ok. Đấy, về để giải trí chơi game nặng Nhưng khi các bạn đã bỏ ra một số tiền lên tới hơn 10 triệu để mua một chiếc máy tính bảng á, thì hầu hết mọi người sẽ suy tính đến cái vấn đề là liệu nó sẽ phục vụ được như thế nào cho cái nhu cầu làm việc của chúng ta và lúc này thì Tab S7 FE với Samsung DeX nó phục vụ rất là tốt. Ví dụ như là các bạn có thể thấy rằng là giao diện Samsung DeX nó rất là giống với giao diện Windows đúng không? Và bên cạnh đó thì những cái ứng dụng thì cũng đã được tối ưu hóa khá là nhiều dành cho cái giao diện Samsung DeX này rồi. Và đi kèm với đó thì chúng ta sẽ có bút S Pen. À, bút S Pen này có cái khả năng viết á, nói chung là vừa viết vừa vẽ nó cực kỳ là ok bởi vì nó sẽ hỗ trợ lên tới là 4096 lực nhấn khác nhau. Hiện tại thì các thương hiệu mà làm máy tính bảng á thì chúng ta thấy rằng là họ đều trang bị bút, nhưng mà mình thấy hiện tại ở trên thị trường chỉ có hai thương hiệu là làm bút ok thôi và đây là một trong hai cái thương hiệu đó. Chúng ta sẽ có khả năng viết vẽ nó có độ chính xác cực kỳ là tốt và họ cũng đã có thâm niên lâu rồi để làm những cái bút như thế này và tối ưu hóa phần mềm cho nên là việc mà bạn sử dụng thì nó cũng sẽ vô cùng là dễ dàng đặc biệt là với những bạn nào mà đã quen sử dụng dòng Galaxy Note đến từ Samsung và bây giờ là dòng Galaxy Z Fold 3 thì việc mà sử dụng bút S Pen của những cái ứng dụng này nó vô cùng là tiện lợi và bên cạnh đó ví dụ đi mình đã có một cái bài nốt ở trên này rồi trên chiếc Galaxy Z Fold 3 của mình thì mình hoàn toàn có thể là đồng bộ nhanh chóng những cái gì mà mình đã viết được ở trên chiếc Z Fold 3 Ví dụ như là à, mình viết ở trong Keep hoặc là mình viết ở trong cái ứng dụng nốt của chiếc Galaxy Z Fold 3 đúng không? Mình chỉ cần nhấn một phát thôi nó sẽ chuyển một qua cái là Galaxy Tab S7 FE thì nó vô cùng là tiện lợi đúng không? Và lúc đó với một cái màn hình to hơn mình sẽ tiếp tục được vẽ vời một cách rất là thoải mái hoặc là ghi chú tiếp Đó là sự tiện lợi khi các bạn sử dụng chung một hệ sinh thái và mình cảm thấy rằng là sử dụng chung hệ sinh thái nó giống như kiểu là mang đến cho chúng ta một cái tầm cao mới ồ cấu hình vừa đủ ok được rồi vừa đủ là ngon rồi nhưng phải có chung một hệ sinh thái nó kết nối được lại mọi thứ với nhau thì nó vô cùng là tuyệt vời các bạn và ngoài ra thì ở trên những cái sản phẩm đến từ Samsung mà có bút S Pen các bạn hoàn toàn có thể là biến đổi những cái chữ viết tức là gì những cái đường nét mà các bạn viết trở thành một cái đoạn văn bản thì nó cũng khá là tiện lợi đúng không còn về khả năng giải trí thì với chiếc tập S7 FE chúng ta sẽ có kích thước màn hình là 12.4 inch này tuy nhiên khi mà mình đi đọc những cái comment của những bạn những anh chị mà đã mua chiếc Tab S7 FE này về để sử dụng Thì mình thấy rằng hầu hết mọi người mua cái sản phẩm này Về để phục vụ cho cái nhu cầu là học tập hoặc là làm việc Và nếu bạn đã nhắc tới học tập làm việc Thì chúng ta sẽ phải nhắc tới một vài những yếu tố Thứ nhất đó, đó chính là về cái phần camera Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ thường xuyên phải học online Thường xuyên phải... À, họp online đúng không thì chắc chắn camera trước là điều cực kỳ là quan trọng. Và mình thấy rằng là cái camera ở trên chiếc Galaxy Tab S7 FE mặc dù nó không quá là xuất sắc về độ phân giải nhưng nó vẫn đủ để đáp ứng được những cái cuộc họp online hoặc là những cái buổi học online dành cho học sinh và sinh viên. Còn về cái chất lượng âm thanh thì với hệ thống hai loa mình nghĩ rằng là nó cũng đủ đáp ứng được rồi. Nhưng hầu hết khi mà chúng ta học hoặc là chúng ta họp á thì sẽ mang tai nghe và lúc này thì hoàn toàn có thể là sử dụng thêm cái chiếc Samsung Galaxy Buds 2 và bên cạnh đó thì ở trên Buds 2 á, có một cái điểm mà mình thấy rất là cao ngoài cái khả năng chống ồn chủ động của nó đó chính là cảm giác đeo dù các bạn có mang khoảng tầm là một hai hoặc thậm chí là 3 tiếng đi chăng nữa thì nó cũng không làm cho cái vành tay của chúng ta cảm thấy rằng là quá khó chịu và nó bị đau tai hay là nó làm rỉ tai ở nước ở trong tai ấy, thì nó nghe vào là nó rất là ghê rồi đúng không thì cái Buds hai này nó sẽ cực kỳ là thoải mái nếu các bạn đeo trong thời gian dài để học tập hoặc là họp hành nào đó. À và một cái tính năng mình rất là thích khi mà chúng ta sử dụng chung một hệ sinh thái và mình đố các bạn, nếu mà sử dụng đơn lẻ nó có thể làm làm được. Đó chính là gì? Khi mà các bạn đang họp online ở trên cái chiếc Galaxy Tab S7 FE và ngay lập tức có một cuộc gọi nào đó đang đến với cái chiếc Galaxy Z Fold 3 mình đang để ở bên này thì ngay lập tức cái chiếc bớt hai này nó sẽ hiểu được rằng à bên chiếc Z43 đang có một cuộc gọi và nó sẽ tự động chuyển kết nối tức là nó sẽ ngắt kết nối ở trên chiếc Tab S7 FE một thời gian ngắn để chuyển qua giúp cho các bạn có thể là nhận được cái cuộc gọi ở trên chiếc tai nghe của chúng ta luôn và không cần phải cầm điện thoại lên đó là điểm mà chỉ có sử dụng chung một để sinh thái thì mới có thể làm được thôi bởi vì sao bởi vì cái phần mềm á, Samsung đã viết cái phần mềm Galaxy Wearable cũng như là Smart Thing cực kỳ là tốt luôn rồi cho nên là cái việc mà chuyển đồng bộ thì nó cực kỳ là tiện lợi Và tất nhiên là khi mà các bạn đã nghe xong cái cuộc gọi Ở trên cái chiếc Z Fold 3 đúng không Thì ngay lập tức nó sẽ trở lại với cuộc họp các bạn Ở trên chiếc Galaxy Tab S7 FE Rất hay và rất là thú vị đúng không Đó là một cái tính năng mình nghĩ rằng Là chỉ có những ai mà học tập Hoặc là chỉ có những ai làm việc nhiều Thì mới thấy được cái sự tiện lợi thôi Còn nếu mà các bạn chỉ có nhìn vào thông số kỹ thuật Để mà nói chuyện á Thì ối ồ luôn Sẽ không bao giờ nhận được ra được Ờ, những cái sản phẩm sử dụng chung một hệ sinh thái ấy, nó sẽ tiện lợi đến nhường nào và và đã nhắc tới hệ sinh thái của Samsung mà không nói tới một thứ là đồng hồ thông minh thì có lẽ là một thiếu sót cực kỳ là lớn mình đã dành cho các bạn rồi Galaxy Watch 4 Classic là cái đồng hồ thông minh chạy Wear well OS đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại bởi vì sao bởi vì nó được tích hợp phần mềm sức khỏe của samsung và cái hệ điều hành của google bởi vì sao bởi vì samsung họ làm cái phần mềm sức khỏe thì cực kỳ là tốt nhưng mà về cái Uh, cửa hàng này để có thể là tải thêm app này hoặc là cái hệ đồ hành mà họ đã tích hợp trước đây ở trên những cái đồng hồ á thì mình thấy rằng là chưa ngon và điểm này nó lại là lợi thế của bên Google. Và khi hai ông lớn này chập lại với nhau, chúng ta có một chiếc đồng hồ thông minh cực kỳ là tiện lợi về mặt tính năng và bên cạnh đó thì nó cũng sẽ rất là tiện lợi cho cái vấn đề là chăm sóc sức khỏe của bạn. Ví dụ như là nó có thể là đo được um, tất cả những cái thành phần trong cơ thể ví dụ như là mỡ này, xương này hoặc và bên cạnh đó thì nó cũng sẽ tính toán và đưa ra rất là nhiều những cái chỉ số khác nhau để phục vụ cho cái nhu cầu tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe của các bạn. Và ở trên cái chiếc Galaxy Watch 4 Classic thì chắc chắn khi các bạn kết nối với cái chiếc điện thoại của chúng ta, ví dụ như là điện thoại Samsung đi thì các bạn ví dụ như có cuộc gọi đến các bạn cũng không cần phải là rút điện thoại ra các bạn muốn hoàn toàn có thể là đàm thoại trực tiếp ở trên cái chiếc Watch 4 này tất cả khi mà sử dụng chung á ví dụ như các bạn mà cảm thấy rằng là à, không muốn là nói chuyện ở trên cái đồng hồ nghe nó hơi kỳ hoặc là người xung quanh có thể là nghe được đúng không thì đấy lúc đó chúng ta đã có Galaxy Buds 2 cũng rất là tiện lợi đúng không? Ví dụ như các bạn tập luyện thể dục thể thao vừa nghe nhạc rồi là chúng ta à, vừa tập luyện đo tất cả những cái thông số khi mà chúng ta tập thì đó thì khi mà sử dụng chung một hệ sinh thái nó sẽ mang đến rất là nhiều những cái sự tiện lợi dành cho các bạn. Bên cạnh việc hạn chế cả ứng dụng này rồi là cái khả năng đồng bộ ok và khả năng kết nối giữ kết nối một cách là ổn định nhất thì chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều những cái tính năng mà chỉ có chung một hệ sinh thái các bạn mới nhận được mà thôi. Và đó là những chia sẻ của mình về hệ sinh thái di động của bên nhà Samsung Ước gì Samsung mang thêm cái dòng laptop về bán ở Việt Nam nữa thì phải gọi là ối rồi ối luôn Không có điểm gì phải bàn các bạn ạ Chúng ta sẽ có một cái hệ sinh thái di động cực kỳ là tuyệt vời Và hôm sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về hệ sinh thái điện gia dụng của bên nhà Samsung mà mình đã tạo được trong căn nhà của mình còn các bạn đang sử dụng chung hệ sinh thái của hãng nào thì đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay. Còn nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên để bật like, share cũng như là subscribe và nhấn vào nút, nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Còn bây giờ thì bye.